Con này là con mạnh nhất nè, cái xoàn kia con mà em gỡ cái anten đó nè, chúng ta cầm tôm hùm, chúng ta cầm này nè. Bây giờ mà cái con này nó đang nhịn với con nọ. Hôm nay nhà mình là ăn tôm hùm tiếp tục nha các bạn. Đây, chị này mua mấy con này nó lớn lắm nè, con là 1,3 kg phải không? Xin chào cả nhà. Hôm nay gia đình mình lại ăn tôm hùm nữa nha các bạn. Kỳ này mua ít hơn chút rồi. Tôm hùm xào gừng hành lót mì nữa. Tại mấy đứa nhỏ nó thích ăn món đó cho nên mua về ăn cho đã nè. Đó, coi cái con này nó bự lắm. Cái này mình mua cái con này đợt này nó lớn đó nha các bạn. Đây. Con này 1,3 kg hả ba Lộc? Ừ. Con 1,3 kg. Cũng hơi yeah. Wow. Thịt ngon. Wow. Con này à. Cái đuôi nó còn xanh lắm á. Từ rồi. Cơm hành. Anh là cái túi đầu của có nó túi cát á, có túi cát đây nè, có cái túi cát nó phải lấy ra không thôi xào ăn lận gì. Trên đầu của mấy con tôm nó ưa có cái túi cát nha các bạn, nhớ lấy nó ra mới ăn được nha. Thôi xào vô là nó dính lắm. Yeah.
Thank you.